đơn trùng Ngọc Hương, gọi ngay 0814001080. Gà đơn trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh văn nghệ tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 106 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1 tần số 1068 MHz. Chương trình phát thanh văn nghệ tổng hợp hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Tiếp tiên là xem tin với những tin tức về các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật diễn ra trong tuần qua. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2082 xin lập ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc gửi hồ sơ Mo Mường và nghệ thuật chèo trình UNESCO. Cụ thể, theo đề nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia về việc xin phép ký và gửi các hồ sơ quốc gia Mo Mường và nghệ thuật chèo để trình xét ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau. Đồng ý đệ trình UNESCO xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường, Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội và Đắk Lắk vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật chèo Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội và Hải Phòng vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký các hồ sơ theo quy định. Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm các thủ tục cần thiết để gửi các hồ sơ di sản tới UNESCO, bảo đảm thời gian theo quy định của Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 2023 và pháp luật về di sản văn hóa. Tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc vận động sáng tác thanh cổ động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Thông qua cuộc vận động, các tác giả và họa sĩ trong cả nước góp phần truyền tải những thông điệp có nghĩa to lớn, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy niềm đam mê, phát huy sáng tạo thiết thực, nhất là mảng tranh cổ động về đề tài Bộ đội Cụ Hồ, phục vụ tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đối tượng tham gia cuộc vận động là các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Tác phẩm có kích thước 54cm x 79cm, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa phổ biến với bất cứ hình thức nào, tất cả sự trách nhiệm của thủ quyền. Mỗi tác giả có quyền gửi nhiều tác phẩm dự thi, thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2024. Ban tổ chức nhận tác phẩm qua hai hình thức, gửi file.